12 hey. hàm số của đạo hàm cấp 1 nè có đạo hàm cấp 2 nè và có cực trị nha có cực trị x bằng 1 thì đạt cực gì là điểm cực cực tiểu nè x bằng 10 là điểm cực cực đại nè xem coi những cái điều nào sau đây đúng thì bắt đầu vẽ ra bước 1 tập xác định bước 2 đạo hàm bước 3 bản biến biến thiên ở đây có đạo hàm không không có tập xác định không không chỉ có bản biến thiên thôi x y phải y trừ vô cùng cộng vô cùng nghiệm đâu đây nè một mười không không cực gì cực tiểu qua nghiệm đổi dấu đây dấu gì chờ chốt chưa đây dấu gì cộng nè đi xuống đi lên đúng cực tiểu chưa cực tiểu chốt thấy chưa tiếp đây cực gì cực đại cực đại đây dấu gì trừ đây dấu gì cộng vậy chắc chắn ở trong đây phải có thêm một nghiệm nữa có hiểu không tại vì giữa đây mà có hai dấu này thấy không thấy rõ ràng không ừ. chắc chắn có một cái nghiệm gì đó mà tôi không biết tôi cho lại cái ít đi có kịp chưa chốt cho đó chưa à, đi xuống nè đi lê ủa gì vậy Hồi nãy nói gì cực đại mà nói bậy vậy đó. cực đại ẩu quá cực đại mà quần nói gì vậy cực đại mà không cực đại là trừ. cộng cộng trừ đi lên đi xuống nhưng ở đây dấu cộng ở đây dấu cộng nhưng tôi chưa biết ở trong đây có cái gì hay không tôi không biết đó, tôi không biết nha chưa biết đó chấm hỏi chưa biết đó tôi chỉ biết vậy thôi bắt đầu hỏi gì f 1 F1 nhỏ hơn F10. Đúng hay sai? Quá dễ F1, F1 có phải là y1 không? Ừ. Chốt chưa? F10 có phải là y10 không? Hằng này cực gì? Hằng này cực gì? Ừ. Cực tiểu phải luôn luôn nhỏ hơn cực cực đại. Hiểu. Có kẹp không? Tiểu đây là cực tiểu, đây là cực đại, kẹp chưa đã? Ổn chưa? Từ tới F1 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 từ từ nha coi chừng có chỗ sai nha F10 F1 lớn hơn F10 đúng không chưa chắc nha sai chấm hỏi đi từ từ tiếp F mấy F1 lớn hơn F10 F1 F1 đâu đây đúng không F10 đâu đây đúng không hai này có bằng mấy Bằng không phải là dấu gì? Dấu bằng Đây, xài Chốt cái chỗ này chưa? Tiếp mẹ ép mấy? 2,1 F2,1 nha F2,1 Bằng gì? F2,10 F2, Hôm F2 nay là cực gì? Nhìn vô đây nè Cực tiểu Thì F2,1 F2,1 phải, phải là lớn không hay nhỏ không? Lớn không Đúng rồi Đó, hiểu chưa? Tiếp, F2,10 đây là cực gì? Thì f F2, m F2,10 như nào? Nhỏ hơn không? Hàng này lớn hơn không thằng nhỏ hơn không làm gì có dấu bằng xảy ra? Sai. Hàng này sai. Vậy thằng nào đúng? Hằng này đúng, câu A.